Bạn phải đưa cái lý trí lên là tuyệt đối không dành thời gian cho công việc vô bổ. Rồi chơi điện tử. Tuổi 18 mẹ đi tán gái. Đi sinh nhật tùm lum tà la này. Không giải quyết được cái gì. Những cái thứ đấy gọi là những thứ vô bổ. Bạn phải gạch đầu dòng và lược bỏ tất cả những gì ạ? Cái hành vi rác trong thời gian mình sống. Rồi, bây giờ mời các anh chị đến với hoàn thiện kế hoạch hành động tổ chức sự nghiệp cá nhân của mình. Vậy khi mà chúng ta hoạch định ấy, thì chúng ta đi từ tầm nhìn về. Khi chúng ta search Google thì chúng ta điền mục tiêu, xong con đường gì nữa, nó mới chạy về cái điểm hiện tại chúng ta đứng. Nhưng khi đi thì chúng ta đi từ điểm hiện tại, đi đến đích. Vậy từ đầu đến bây giờ là ta đang hoạch định cuộc đời bạn. Mà hoạch định cuộc đời thì chúng ta phải đi từ đích để hoạch định ngược về. Giờ chúng ta lập kế hoạch hành động thì chúng ta phải đi từ hiện tại đi lên. Vậy hiện tại thì chúng ta học trung học phổ thông. Ở độ tuổi 15 đến 18 thì có mấy việc bắt buộc bạn phải làm. Mục tiêu hiện tại của bạn phải làm là gì? Ra được cái nghề bạn lựa chọn. Ra được cái trường bạn lựa chọn. Rồi học cái môn gì để đảm bảo thi tốt nghiệp. Rồi học cái môn gì để được vào cái trường này. Đấy, đấy là việc hiện tại của bạn. Và để làm được việc hiện tại này thì cái đích đến trong tương lai khi kết thúc 18 tuổi là bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông và đủ năng lực để vào cái trường mà bạn đã chọn. Thì bạn ghi tên trường ra cho tôi. Ghi tên trường ra. Mà nhưng mà về mặt đây là gì ạ? Mục tiêu hàng ngày. Đây là mục tiêu kết thúc. Nhưng đây là triết lý vận hành, triết lý hành động của bạn để thắng con quỷ trong con người bạn ấy. Thì một là bạn phải đưa cái lý trí lên là tuyệt đối không dành thời gian cho công việc vô bổ. Rồi chơi điện tử. Tuổi 18 mẹ đi tán gái. Đi sinh nhật tùm lum tà la này. Không giải quyết được cái gì. Những cái thứ đấy gọi là những thứ vô bổ. Bạn phải gạch đầu dòng và lược bỏ tất cả những gì ạ? Cái hành vi rác trong thời gian mình sống. Liên tục xem lại mục tiêu. Để làm gì ạ? Để tăng cái khát vọng. Liên tục xem lại cái mục tiêu 10 tỷ. Đấy. Để nó khát vọng. Nỗ lực hành động liên tục. Vậy thì đừng cho thân mình nó nghỉ. Bởi vì nó nghỉ phát nó hình thành thói quen. Bạn cứ từ thử để ý mà xem, bạn nghỉ Tết 10 ngày xong Covid nghỉ tiếp 10 ngày là 20 ngày. Sau khi quay trở lại hỏng tính ngại. Cho nên phải nỗ lực, hành động liên tục và không biết phải đi hỏi. Rất nhiều bạn bỏ cuộc vì gì ạ? Cái tội là gì ạ? Ui, không biết nữa. Không biết thì đi hỏi. Các cụ gọi là gì? Học, hỏi. Nếu có thằng dạy thì học, không có thằng dạy thì phải đi gì? Đi hỏi. Không. Đây chỉ có học thôi. Học mà không có thằng nó dạy thì bảo ho quá thôi. Không có thằng dạy thì mình đi hỏi. Đúng không? Cho nên gọi là học hỏi mà. Cho nên phải gì ạ? Không biết phải đi hỏi đấy. Chứ em không dám nói là phải học hỏi. Đấy, cho nên không biết phải đi hỏi. Đấy. Thì đây là thời kỳ trung học phổ thông, cứ bám chặt vào cái đích này mà làm. Sau đó các đại ca đến giai đoạn học nghề. Học nghề thì như tôi nói đấy, phải rèn luyện thói quen kỷ luật. Mục tiêu hiện tại là phải thói quen kỷ luật tốt. Rồi gì ạ? Liên kết được kiến thức để ứng dụng trong thực tế. Thì hiện nay là học sinh sinh viên của mình là học mà không biết ứng dụng thực tế. Ví dụ như học cái diode quang chẳng hạn, thì biết ngay là ứng dụng thực tế ở trong cái gì ạ? Cái ngọn đèn cao áp. Mà ban ngày thì tự tắt, ban đêm tự sáng. Học diode nhiệt thì biết ngay là cái đèn nóng quá thì diode nó ngắt, chứ không nóng quá đổ bóng đèn. Mà gì ạ? Nó lạnh một phát thì nó lại kết nối và nó lại sáng. Thì như vậy chúng ta đi trên cái đèn đường mới thấy là ban ngày nó tự tắt, buổi tối tự sáng. Xong tối tự sáng đến lúc sáng lâu quá bóng lại tự tắt, nó nóng nó ngắt để đảm bảo được cái bóng nó không bị cháy. Ví dụ như thế thì chúng ta phải hiểu được để áp dụng vào thực tế. Rồi, hay là gì ạ? Học về lực hút của trái đất, của Newton ấy, thì nó liên quan đến mặt trăng và nước trong đại dương. Thì nó liên quan đến gì? Tạo ra gió. Từ gió lại tạo ra gì? Sóng.
Thì từ đấy mình phải hiểu để ứng dụng trong đời sống. Vậy thì chỉ nhìn vào cái tuần trăng thôi là người ta đọc được con nước, người ta đọc được gió. Chứ không phải là ông Khổng Minh là ông ấy giỏi đến mức độ ông hô mưa gọi gió, mà chẳng qua ông ấy đọc được trước vấn đề đấy. Thì nhờ những kiến thức mà ông ứng dụng được vào đời sống. Rồi tiếp tục rèn luyện cái thói quen yêu thương, chia sẻ, hòa đồng. Đấy, thì cái bệnh của các đại ca ấy là gì ạ? Con nhà giàu một tí thì tinh vi, con nhà nghèo thì tự ti, chỉ có con nhà trung bình là nó sống hòa đồng thôi. Đấy. Thế thì làm thế nào để mình gì ạ? Hòa đồng với tất cả mọi người. Đấy. Và trong giai đoạn mục tiêu học nghề là phải rèn luyện được mấy thứ, hình thành được thói quen kỷ luật, đủ năng lực làm việc trong doanh nghiệp, hình thành được bản năng yêu thương chia sẻ. Cái này là rèn luyện, nhưng cái này trở thành bản năng. Nó giống như lúc đầu mình học xe máy, đi xe máy với đi xe đạp ấy, thì lúc đầu nó là gì ạ? Phải học. Nhưng đến đi một thời gian nó thành bản năng. Và khi nó trở thành bản năng rồi thì con quỷ trong con người bạn nó không thể nào khống chế được bạn nữa. Vì bản năng của lý trí nó xuất hiện thì bản năng của quỷ nó biến mất. Và ngày nào bản năng của lý trí chưa xuất hiện thì ngày đó bạn sống chung với quỷ. Đấy. Thế thì như vậy là sau đó bạn làm nhân viên trong doanh nghiệp, rồi bạn làm trưởng phòng, rồi bạn làm giám đốc, rồi bạn bắt đầu khởi nghiệp, mở doanh nghiệp. Ở đây tôi vẽ lộ trình ra, và từng bước một các bạn phải đạt được, nó có triết lý vận hành. Thì các bạn hoàn thiện cái bản này cho tôi và dán ở trước gì? Phòng học ấy, ở bàn học ấy. Nhưng nhớ là dán trước bàn học để tăng lý trí nhé, để cho mình gì ạ? Bám vào mình hành động. Còn nếu mà dán trước bàn học mà quỷ nó cứ nôi đi liên tục thì thôi, anh cất đi cho em nhé, hoặc đốt, đừng để bàn học nữa. Người ta cười cho. Thì chỉ tổ là nói đang làm nẻo thôi nhá. Thì các đại ca làm cho em cái này, xong rồi ạ, dán trước bàn học cho em và thực hiện, đặt mục tiêu từng tuần, từng tuần, từng tuần. Và nếu như hết một tuần mà cứ nói đằng là một nẻo thì thôi nộp đi. Và thống nhất là gì? Mình đã quỷ cũng được, kệ mình. Và chỉ có điều sau 20 năm bạn trở thành kẻ nheo nhóc khổ sở. Ngay kể cả bố mẹ bạn là người giàu có đi chăng nữa thì không đủ tiền để cho bạn phá. Bởi vì nguyên tắc bạn có nhiều tiền thì bạn lại nghĩ lớn, làm lớn. Mà nghĩ lớn, làm lớn mà không có trí tuệ lớn thì lại đốt sạch. Cho nên rất nhiều người bố mẹ để lại cho vài trăm tỷ, nhưng cuối cùng đến năm 40-50 tuổi vẫn đi ăn mày. Và tôi tự hào tôi nói với mấy cậu bạn tôi rằng thế này, mấy thằng cậu bạn con nhà giàu ấy, tôi nói với chúng nó rằng thế này: đời bố mày hơn đời tao, nhưng nửa đời tao, đời đầu tao sẽ kém nửa đời đầu mày, bởi vì mày hưởng thụ một nền tảng. Nhưng nửa đời sau của tao sẽ hơn nửa đời sau của mày. Nhưng đến đời con tao thì vĩnh viễn hơn đời con mày. Tất nhiên mình nói vậy cho nó quách slack thôi, cho nó tự tin thôi. Nhưng bạn cũng phải có mục tiêu. Bởi vì bạn có thể ngày hôm nay dựa dẫm vào cha mẹ mình giàu có, nhưng không có nghĩa là sự giàu có ấy sẽ theo bạn mãi. Bởi trí tuệ nó tạo ra sự giàu có, chứ sự giàu có không duy trì được. Hệ thống cái quả, một cái quả mít rất to và ngon, không thể nào mọc ở trên một cái gốc mít sâu xia được và gốc mít mục được. Vậy trí tuệ của bạn sẽ là gốc, còn tất cả những thứ bố mẹ bạn cho bạn nó chỉ là thành quả để trang điểm cho cuộc đời bạn mà thôi. Cho nên nếu là con nhà giàu không có gì tự hào, nếu là con nhà nghèo cũng chẳng có gì tự ti. Điều quan trọng nhất, mình hãy bám chặt vào kế hoạch cuộc đời mình và dùng lý trí để đạt được nó. Giờ chúng ta sang tiếp bài tiếp theo, kho báu của cuộc đời bạn. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc. Website truongdoanhnhanceouvietnam.edu.vn. Hotline 1800 577722, nhánh 1, 2.